Vào một mùa an cư, trưởng lão Yasoya dẫn về vườn ông cấp cô độc Tịnh Xá Kỳ Viên 500 tỳ kheo ý kiến Đức Phật. Vì mới thọ giới chưa lâu, uy nghi chưa thuần thục, những vị này gây nhiều tiếng động khi xếp đặt chỗ nghỉ dưới gốc cây và lớn tiếng chào hỏi nhau. Từ trong hương thất của Ngài, Đức Phật gọi tôn giả A Nan và dạy: Này A Nan, tiếng gì ồn ào ngoài kia như là tiếng hàng cá ngoài chợ tranh giành cá với nhau vậy? Bạch Thế Tôn, đó là 500 vị tỳ kheo đệ tử của trưởng lão Yasoya mới đến. Ngươi hãy cho các tỳ kheo ấy vào. Thưa vâng Bạch Thế Tôn. Tôn giả A Nan mời 500 khách tăng vào hầu Phật với Yasoya. Thầy họ dẫn đầu, đến nơi họ đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi một phía. Đức Thế Tôn quở trách: Này các tỳ kheo, các ngươi không xứng đáng ở cạnh ta, hãy đi đi, ta đuổi các ngươi. Chư tỳ kheo đảnh lễ Phật rồi lui ra. Tôn giả Yasoya khuyến khích họ: Chư hiền, Đức Đạo Sư quở trách chư hiền vì lợi ích cho chư hiền, hãy tinh tấn tu học để Đức Đạo Sư hoan hỷ. Thưa vâng Bạch Tôn giả. Rồi Tôn giả dẫn 500 tỳ kheo đi đến một bờ sông để dựng chòi an cư trong mùa mưa. Các tỳ kheo tinh tấn tu học, mãn hạ tất cả đều chứng quả A-la-hán. Từ vườn ông cấp cô độc, Đức Thế Tôn nhập định thấy hào quang sáng rỡ một vùng nơi chư tỳ kheo cư trú. Ngài cho gọi tôn giả A Nan và bảo: Này A Nan, hãy nhân danh ta đến bờ sông mời các tỳ kheo lại đây. Thưa vâng Bạch Thế Tôn. Khi 500 tỳ kheo đến ý kiến Đức Phật sau mùa an cư, Đức Thế Tôn đang nhập định. Chư tỳ kheo này với tâm thanh tịnh rõ biết rằng nay Thế Tôn đang an trú định bất động, vậy chúng ta cùng an trú định ấy. Rồi họ cùng ngồi kiết già nhập định. Khi mãn canh một đầu đêm, Tôn giả A Nan đến bên Phật nhắc: Bạch Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn hãy xuất định để đón tiếp các tỳ kheo. Con đã mời họ đến, họ chờ đã lâu. Đức Thế Tôn im lặng. Canh hai trôi qua, Tôn giả A Nan, con người lịch sự hiếu khách, lại đến bên Đức Thế Tôn và bạch: Bạch Thế Tôn, Thế Tôn nhập định đã lâu, các tỳ kheo chờ đợi đã lâu, xin Thế Tôn xuất định đón tiếp họ. Lần thứ hai, Thế Tôn im lặng. Canh ba trôi qua, A Nan tôn giả sốt ruột, sợ khách chờ, lại đến bên Phật. Bạch Thế Tôn, con đã mời các tỳ kheo đến, chúng tỳ kheo đợi ngài đã lâu, xin Thế Tôn xuất định đón tiếp họ. Khi ấy, Đức Thế Tôn an lành xuất định, từ tốn bảo tôn giả A Nan: Này Ananda, ta và chúng tỳ kheo đang nhập định bất động. Nếu ngươi hiểu điều ấy, ngươi đã không hối thúc ta như vậy. Đoạn kinh này được trích trong Kinh Phật Tự Thuyết do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch.